Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Vào đầu những năm 80, vùng quê Phú Ái còn rất nghèo. Dân toàn phải ăn sắn, ăn khoai. Chưa ăn bữa này đã phải lo bữa mai. Đời sống lạc hậu, nhiều nhà phải bỏ xứ mà đi làm ăn xa. Nhà chú Dậu và thím Mười có 5 người con. Nhưng đứa thì chết yểu, đứa thì tai nạn, bệnh tật rồi chết. Chú Dậu đi bộ đội, cũng hy sinh trên chiến trường từ lâu. Vợ con chú lay lắt kéo nhau đi ăn xin, rồi lạc đến cái xóm nghèo nọ. Hồi mấy mẹ con mới tới đây, thím Mười gầy gò đen nhẹm, tay dắt theo hai đứa nhỏ, một trai một gái. Thím sinh được 5 đứa con, nhưng 3 đứa con lớn đều mất sau khi bố chúng hy sinh. Hai đứa còn sống này là anh em sinh đôi đã được 8 tuổi rồi. Nhưng vì đói ăn nên trông chẳng khác gì đứa bé lên 5, vừa nhỏ vừa thấp. Trông thấy người lạ cứ khóc ầm lên, suốt ngày túm lấy áo của mẹ như hai cái đuôi. Đứa con trai tên là Ân là anh. Đứa con gái tên Lành là em. Cậu con trai tuy nhỏ nhưng mà khôn ngoan lắm. Còn cô con gái thì lại khù khờ. Ba mẹ con ngày ngày dắt nhau đi khắp làng trên xóm dưới để xin ăn. Ai cho gì ăn nấy. Thi thoảng làm công cho người ta để đổi lấy củ khoai củ lạc. Tối tối lại trải chiếu trước bậc thềm đỉnh làng để ngủ. Ba mẹ con họ ở đây cũng được 3-4 năm. Trở thành một phần quen thuộc đối với cả người dân trong xóm. Thiếu ăn thiếu mặc, thím Mười càng ngày càng khắc khổ, suy nhược. Thím bệnh tật liên miên, có nhà thầy thuốc trong làng thương tình cắt cho thím mấy chén thuốc bắc để uống cầm hơi, nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Vào năm hai anh em Ân và Lành được 12 tuổi, thím Mười lâm bệnh nặng rồi qua đời, bỏ lại hai đứa con dại. Sau khi mẹ mất, Ân tự nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho em gái. Cậu đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt. Thời gian thấm thoát trôi đưa, 5 năm qua nhanh như một cái chớp mắt. Ân lúc này đã trưởng thành, là một thanh niên cao lớn tháo vát. Còn Lành càng lớn càng xinh, có điều đầu óc cô lại không được phát triển như người bình thường. Suy nghĩ và nhận thức khở dại như trẻ con. Biết Lành khờ khạo nên đám trong làng hay trêu ghẹo, ai nói gì cũng tin, ai rủ đi chơi là đi theo ngay. Nhiều lần Lành bị đám trẻ trong làng chơi khăm, lừa lên trên núi trốn rồi mất tích. Báo hại Ân phải tìm kiếm liên tục suốt 2 ngày liền. Tuy em gái như vậy nhưng Ân thương em lắm, bởi vì Lành là người thân duy nhất của Ân, có gì ăn đều chia cho em phần hơn. Hai anh em dựng được một cái chòi nho nhỏ để ở tạm. Ngày ngày Ân đi làm đều dắt theo em gái đi cùng, vừa làm lại vừa trông chừng. Đầu năm 90, kinh tế bước vào thời kỳ mới, người dân buôn ngược bán xuôi, lại nhiều khu vực khai thác khoáng sản được mở ra, đáp ứng nhu cầu xin việc của đông đảo người dân nghèo. Ân được mấy người bạn cùng làng rủ đi làm thuê cho mỏ đá, lương cao bao ăn ở. Có điều nơi đó xa xôi, Lành lại ngu ngơ, người ta sẽ không chấp nhận cho cô cùng Ân tới đó. Ân suy nghĩ cả tháng trời, lại lo cho tương lai của hai anh em. Sau này Ân phải cưới vợ sinh con, phải xây nhà, phải lo cho cả Lành. Bây giờ cứ quanh quẩn ở nhà thế này thì mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cuối cùng Ân vẫn chọn ra đi vì tương lai. Anh gửi Lành ở lại nhà của một bà cụ tốt bụng trong làng. Bà cụ ấy có mấy người con trai đều mất trong chiến tranh. Bà cũng đã ngoài 70, lại sống một mình nên quý Lành lắm. Bà dặn Ân là cứ lo đi làm ăn để Lành ở lại đây với bà. Bà cụ tốt bụng hiền lành, Ân tuy không nỡ cũng chẳng còn cách nào khác. Anh hẹn mỗi tháng sẽ về đây thăm hai bà cháu một lần, đưa tiền cho bà để lo sinh hoạt cho cả hai. Ân đi làm xa quê được 4 năm thì tai họa bất thình lình ập tới. Trước đó vài tháng khu khai thác đá mưa gió liên miên, cơ sở xuống cấp do sạt lở, công việc bị đình chỉ khiến nhà thầu không kịp tiến độ.
Sau khi trời hết mưa, sạt lở được khắc phục, chủ thầu đốc thúc công nhân làm việc với công suất gấp mấy lần trước kia. Ân cũng bị cuốn vào guồng quay của công việc, khiến cho anh mấy tháng liền chẳng có về thăm em gái được. Lành cũng như bao cô gái bước vào độ tuổi cập kê, tuy xinh đẹp nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên năm. Nhiều thanh niên mê mẩn Lành nhưng chẳng ai dạy mà cưới người bệnh về nhà. Đám thanh niên hư hỏng nhiều lần chặn đường trêu chọc, sảm sỡ Lành. Còn Lành dù ngô nghê, không hiểu sảm sỡ là gì, nhưng bà dặn không được cho con trai động vào người, nên cô thường cắm đầu bỏ chạy, nhờ vậy mà thoát thân. Cũng may bà cụ luôn bên cạnh trông chừng, bảo vệ Lành. Nhưng bà cũng là người đã gần đất xa trời, nhiều khi bà sợ mình chết lúc nào không hay, rồi để Lành lại trên đời thì không biết phải làm sao cả. Bà nhiều lần gửi thư giục Ân về để chăm nom cho em gái, nhưng lại vào đúng đợt Ân bận tối mặt tối mũi nên không về được. Cuộc đời đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Bà cụ lớn tuổi, sức khỏe dần yếu đi. Vào một đêm nọ, bà đang nằm ngủ trên võng thì bình yên ra đi mãi mãi, không một lời chăn trối. Đêm đó Lành dậy muốn đi vệ sinh, vì Lành sợ ma nên đêm nào bà cũng đưa cô đi vệ sinh. Hôm nay cũng vậy, Lành chạy đến bên võng của bà, nhưng gọi mãi mà bà vẫn nằm im không nhúc nhích. Gần 10 giờ tối, đom đóm lập lòe ở phía cánh đồng xa xa. Lành buồn đi vệ sinh không chịu nổi, cô mon men đi theo lối nhỏ ra mé ao. Đường đi nhỏ lại tối om, Lành chạy chậm mãi mới ra tới nơi. Vừa giải quyết xong thì thấy ánh đèn pin loang loáng chiếu từ ngoài đường vào. Lành thích thú chạy lại chỗ hàng rào, nhón chân lên thì trông thấy nhóm thanh niên xấu thường hay trêu chọc mình đi tới. Bọn chúng có 4 người, vừa đi vừa cười đùa rồi dọi đèn pin vào nhà của bà cụ. Lành ngây ngô chẳng hay biết nguy hiểm đang tới gần, cô còn ngây ngô gọi bọn chúng tới. Đám 4 thanh niên nghe Lành gọi thì vui vẻ chạy tới. Một thằng lên tiếng hỏi: "Ê Lành, bà cụ đâu? Sao giờ này mày lại ở đây? Đang làm gì đấy?" Lành khờ khạo thật thà, hỏi gì trả lời nấy. "Lành đi vệ sinh, bà nội ngủ trong nhà, Lành gọi mãi mà bà chẳng tỉnh lại, bà ngủ say lắm rồi." Nghe thế, đám thanh niên nhìn nhau khoái chí rồi dụ dỗ: "Thế đi chơi với bọn này không? Vui lắm." Lành lắc đầu trả lời: Lành không đi được, bà không cho đi đâu, bà khóa cổng mất rồi." Bọn chúng tiếp tục dụ dỗ: "Thế bọn này vào chơi cùng được không? Bà ngủ rồi không biết gì nữa đâu." Lành suy nghĩ một lúc, dù sao thì bà chỉ dặn không được đi chơi đêm, chứ đâu có dặn không được rủ ai vào nhà chơi, nên Lành đã dại dột gật đầu đồng ý. Đám thanh niên dặn Lành im lặng, sau đó nhảy qua bờ tường vào trong vườn. Một tên trong số đó xung phong vào nhà kiểm tra. Đúng là bà cụ đã ngủ say, hắn đong đưa cái võng và bà ta không có phản ứng. Vậy là yên tâm hành động. Bọn chúng dẫn Lành đi ra tận góc vườn, sau đó dụ cô cởi đồ, hòng làm trò đổi bại. Cả đám thanh niên mới đi uống rượu về, trong người còn hơi men nên thú tính nổi lên. Thấy Lành phản kháng thì lại càng hưng phấn. Chúng lao tới, kẻ bịt miệng, kẻ đè Lành xuống đất, cứ vậy thay phiên nhau hành hạ cô gái yếu ớt. Lành đau đớn liên tục giãy giụa muốn thoát nhưng bất lực. Bọn chúng đánh Lành ngất đi hết lần này đến lần khác. Cho tới hơn 3 giờ sáng, 4 con quỷ đội lốt người kia thấm mệt. Lành cũng chẳng còn sức mà chống cự nữa. Cô nằm im không giãy giụa, đến cả việc thở cũng khó khăn. 4 tên khốn kia tưởng Lành sắp chết, trên người cô đâu đâu cũng là vết thương. Chúng nhìn nhau sợ hãi. Nếu ngày mai Lành ra ngoài với cơ thể này, chắc chắn chuyện đêm này sẽ bị bại lộ. Lành ngu ngốc khờ khạo như vậy, chắc chắn bị truy hỏi, sẽ khai ra hết sạch. 4 tên khốn nạn đó bàn bạc rất nhanh, rồi quyết định thủ tiêu Lành. Chúng chói tay chói chân rồi nhét Lành vào trong cái bao bố, sau đó nhồi thêm thật nhiều đá to vào trong, buộc chặt miệng bao lại, rồi ném Lành xuống ngay cái ao trong vườn nhà bà cụ. Cái ao này sâu lắm, lúc trước thiếu mồi nhậu, bọn chúng từng lẹn vào đây để ăn trộm cá vài lần nên rất rảnh. Nếu mà chìm xuống đáy ao chắc chẳng có ai phát hiện ra.
Trời tối bọn chúng cũng chẳng nghĩ ra nơi nào phi tang hợp lý hơn được nữa. Lành dùng chút hơi tàn vùng vẫy trong cái bao. Cô còn chẳng biết chúng sắp giết mình, miệng vẫn thều thào gọi: Lành, Lành không chơi, không chơi nữa đâu. Thả Lành ra đi mà. Á, à, Lành đau quá. Đáp lại cô gái xấu số là một cú ném thật mạnh. Cả cơ thể của Lành chìm dần xuống đáy ao. Nước tràn vào mũi, vào miệng, rồi tràn vào phổi, khiến cho Lành vùng vẫy đau đớn mà mất mạng. Sau cái đêm đó, không một ai hay biết về cái chết của hai bà cháu. Qua ngày hôm sau, hàng xóm xung quanh không thấy nhà bà cụ mở cửa. Trong nhà cũng chẳng nghe thấy tiếng người nói chuyện, đèn đóm tối om. Ban đầu người ta còn nghĩ là hai bà cháu nhà này đi chơi vắng nhà. Nhưng độ 5 ngày sau thì trong nhà phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này hàng xóm sinh nghi nên cậy cổng vào trong kiểm tra thì mới phát hiện bà cụ nằm chết trên võng, cái xác đang phân hủy. Da rẻ tím đen nhưng không có vết thương ngoài da nào cả. Còn Lành thì mất tích, tìm kiếm tung tích khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Cuối cùng họ chỉ biết kết luận khi bà cụ qua đời, Lành khờ khạo không biết gì, chắc đói quá nên leo bờ rào ra ngoài tìm đồ ăn rồi đi lạc mất. Cô cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi, bố mẹ chẳng còn, anh trai thì đi làm xa, chẳng ai có thời gian mà bỏ tâm sức ra tìm kiếm cô quá lâu. Bà cụ tội nghiệp không có người thân nên hàng xóm đã đứng ra lo hậu sự cho bà. Mọi thứ diễn ra êm xuôi khiến bốn tên hung thủ nghĩ rằng chuyện tới đây là xong. Chúng yên tâm kê cao gối mà ngủ. Nhưng ở đời, phàm là làm chuyện xấu, không sớm thì muộn đều phải gặp báo ứng. Một tháng sau ngày mất của bà cụ, Ân mới trở về thăm nhà. Anh không hề biết những chuyện đã xảy ra trước đó. Xong việc là vội xin nghỉ phép để về quê thăm em gái. Lúc tới nhà bà cụ thấy cửa khóa, Ân hào hứng gọi cửa, chờ em gái đón mình vào nhà như mọi khi. Nhưng niềm vui rất nhanh đã bị dập tắt. Có người hàng xóm thấy Ân trở về đã chạy lại thông báo tin dữ, khiến Ân hoảng loạn tột cùng. Ân đau khổ trách hàng xóm tại sao không gửi thư báo tin cho anh biết chuyện. Bây giờ Lành đã mất tích hơn cả tháng nay rồi, biết ở đâu mà tìm. Nhưng chuyện này cũng không thể trách người ta được, bởi vì ngoài bà cụ ra chẳng ai biết địa chỉ nơi Ân làm việc để mà gửi thư cả. Ân điên cuồng tìm em gái trong vô vọng suốt mấy tháng liền. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Ân vẫn tin rằng em gái của mình đã lưu lạc ở một nơi xa nào đó. 20 năm trôi qua, câu chuyện năm xưa của cô Lành đã trôi vào quên lãng. Làng quê cũng thay đổi nhanh chóng. Ngôi nhà năm nào bà cụ và cô Lành cùng chung sống này đã thành khu nhà hoang đổ nát. Chính quyền đang muốn thu lại để giao bán với giá rẻ, vì bà cụ không con không cái, miếng đất không có ai thừa hưởng, nên việc mua bán được giao cho xã. Cô Lành mất tích tròn 20 năm, chưa lúc nào chú Ân nguôi ngoai, thường nhớ và tìm kiếm em gái của mình, với hy vọng mong manh một ngày nào đó Lành sẽ trở về. Chú Ân năm nay đã ngoài 40 tuổi, chú kết hôn rất muộn, mãi tới năm 31 tuổi mới lấy vợ. May mắn là chú cưới được một người vợ có gia cảnh khá giả. Chú được bố mẹ vợ giúp đỡ nhiều nên công việc phát triển tốt, có công ty thực phẩm riêng, tiền bạc không còn là vấn đề cần lo lắng nữa. Vợ chú Ân nhiều lần mới khuyên bảo chồng cùng gia đình sang Mỹ định cư rồi phát triển công ty về bên ấy. Nhưng nơi đây vẫn còn mối bận tâm, chú không thể từ bỏ hy vọng tìm kiếm em gái được. Lúc khốn khó đói khát hai anh em có nhau, vậy mà giờ đây khi cuộc sống của chú đã dư giả đủ đầy thì em gái lại không thể cùng mình tận hưởng. Sau 20 năm, chú Ân vẫn luôn tin rằng Lành còn sống. Ngôi nhà của bà cụ giờ đây được bao phủ bởi cây cỏ tùm, tường nhà đổ nát, nhìn vào là thấy một khoảng âm u tù túng. Thi thoảng vào dịp cuối năm, vẫn có mấy người hàng xóm rủ nhau tới khoảng sân phía sau phát cỏ cho đỡ muỗi. Nhưng mỗi khi dọn tới cái ao sau vườn, không hiểu sao họ đều thấy lạnh hết cả sống lưng. Dạo này trong vùng thịnh hành mốt câu cá, cái ao lớn gần đình làng là chỗ lý tưởng cho mấy ông chú tìm đến câu, giết thời gian. Do nhiều người lui tới, thành ra cá cũng chẳng còn được mấy con. Ngồi cả ngày không được con nào thì buồn tay buồn chân,
Mấy ông chú bắt đầu rủ nhau đi tìm những cái điểm câu mới. Kiếm được con cá mang về thì mấy bà vợ cũng đỡ cảm giảm. Ông Nhân là thành viên cứng ở trong hội câu cá. Nhà ông ở cùng xóm với cả nhà bà cụ. Mấy hôm nay máy ủi máy xúc của xã tới nhà bà cụ làm việc liên tục. Họ phá dỡ mấy bức tường bao xung quanh ngôi nhà cũ, chuẩn bị tiến hành giao bán. Buổi chiều nọ, ông Nhân đi câu về ngang qua ngôi nhà ấy. Mọi khi thì chỉ thấy cây cối tùm, bây giờ được phá dỡ thoáng đãng hơn hẳn. Ông mới tò mò đi lại gần, nhìn vào trong. Thì cái thứ đập vào mắt của ông đầu tiên không phải là những cái đống gạch đá ngổn ngang, mà là cái ao lớn với từng đàn cá to oạch đang táp mồi tùm. Ông Nhân phấn khởi càng đi lại gần hơn để nhìn cho rõ. Ngập trong đó là đủ loại cá. Nào là cá chê, cá chép, cá trắng. Bọn chúng thi nhau quẩy trong nước. Ông Nhân mê mẩn như nhặt được vàng. Ông bẻ quả khế trên cây ném xuống ao, thì cả đàn cá hơn chục con nhảy lên thi nhau đớp. Ông Nhân khoái chí trở về nhà. Cơm nước xong, mặc kệ lời khuyên ngăn của vợ, ông vẫn vác cần câu sang nhà bà cụ để câu cá. Đến nơi thì ông Nhân móc mồi vào cần câu rồi thả xuống ao. Chưa đầy một phút là cá đã cắn câu. Kéo cần lần nào là trúng cá to lần ấy. Ông mải mê ngồi đến tận gần 10 giờ đêm. Sương đêm xuống lạnh lạnh, vài áo ông Nhân thấm sương ươn ướt. Ông Nhân quyết định mua cần lần cuối rồi về. Ông vừa chờ cá cắn câu, vừa quay qua nhìn cái xô đã đựng đầy ắp toàn cá to. Lát nữa về, nhất định ông phải khoe ngay với mụ vợ về chiến tích ngày hôm nay. Còn điểm câu tuyệt vời này, ông nhất quyết giấu đi không kể cho ai biết. Đang mải mê suy nghĩ, ông Nhân bị một lực kéo cực mạnh làm cho giật mình. Con cá này to lắm, ông Nhân đoán phải gần chục cân chứ chả chơi. Con cá kéo lưỡi câu đi một đoạn xa, ông Nhân không nghĩ nhiều, lập tức bật dậy, quyết lôi cho bằng được con cá kia lên bờ. Vật lộn một hồi, ông Nhân thấm mệt, con cá kia cũng bị ông kéo nhô lên mặt nước một khoảng. Đêm đó trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt ao. Ông Nhân thấy con cá mà mình kéo lên bóng nhảy đen sì, ông đoán đó là cá chê. Ông ra sức thu dây, quyết bắt cho bằng được con cá chê to về cho vợ, bởi vì vợ ông thích món cá chê nướng ướp riềng xả. Con cá bị kéo lên gần bờ, lúc này nó đã lại gần chỗ ông Nhân hơn. Đột nhiên ông nhìn thấy hai mắt cá đỏ ngầu ánh lên dưới ánh trăng. Ông Nhân thắc mắc trong đầu. Quái lạ, cá chê gì mà hai con mắt lại đỏ lè như máu thế kia nhỉ? Khi con cá bị kéo đến sát bờ thì nó không quấy nữa, chỉ lừ lừ dương mắt nhìn ông Nhân. Lúc ấy bỗng da gà ông Nhân nổi lên dần dần. Trong khi ông Nhân đứng sững, người mất tập trung, con cá quấy mạnh thoát được rồi lặn mất tăm xuống đáy ao. Ông Nhân đứng đó chưng hửng vì tiếc. Ông ôm một bụng hậm hực đi về nhà. Bà Hân và ông Nhân nhìn thấy chồng mang theo xô cá nặng trịch về thì vui lắm. Toàn cá to, con nào cũng còn sống. Bà Hân thích thú đem nhốt chỗ cá vào trong cái chum đất rồi đi ngủ. Ông Nhân nằm cạnh bắt tay lên trán suy nghĩ. Ông vẫn tiếc con cá lúc nãy, ông quyết tâm nhất định ngày mai phải phục thù. Đêm đó, ông Nhân nằm mãi mới ngủ được. Trong mơ, ông thấy có một cô gái đang ngồi co ro bên cái ao cá của ngôi nhà bỏ hoang. Đầu tóc ướt nhẹp, người ngậm bụng beo xanh như tàu lá chuối. Cô gái gục mặt vào đầu gối mà khóc. Ban đầu chỉ khóc rưng rức, nhưng một lúc sau thì khóc òa lên như đứa trẻ con. Quần áo dính bết vào người, trông dáng người mảnh khảnh, hẳn là một cô gái đẹp. Ông Nhân thấy thế thì mon men tới gần. Càng tới gần càng thấy người kia cứ trông lạ lạ. Ông mới lên tiếng hỏi. Này cô dì ơi, cô là ai vậy? Sao lại ngồi đây khóc thế này? Cô gái kia vẫn rưng rưng khóc. Ông Nhân mới từ từ ngồi xuống đối diện, đưa tay chạm khẽ vào vai của cô gái. Toàn thân cô ấy nhớt nhảy như con cá chê, da thịt lại nhũn nhũn, cảm giác ghê ghê khó tả. Ông Nhân vừa đụt tay lại thì người kia ngẩng mặt lên nhìn ông. Đôi mắt như mắt con cá chuối, tròn xoe lại đỏ ngầu. Cái miệng há ra đớp đớp, mũi cũng chẳng có, khuôn mặt kỳ dị. Người không ra người,
cá không ra cá. Ông Nhân thấy thế thì sợ mất hồn vía, dù đang nằm mơ nhưng ông vẫn sợ người thấy rõ. Ông cố dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Ngay cái giây phút đó, cô gái kia đột nhiên nắm lấy cổ chân của ông Nhân, bàn tay nhớt nhảy cấu vào da rất chặt. Ông Nhân hoảng loạn, vừa chạy vừa đạp đạp ra sau thật mạnh, mong cái thứ kia buông mình ra. May mắn là ông Nhân thoát ra được, ông mới cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Mặc dù chạy nhưng ông vẫn ngoái lại nhìn sau lưng xem nó có đuổi theo mình hay không. Nào ngờ đâu, chính mắt ông nhìn thấy nó biến thành một cục đen xỉ nhảy nhớt đuột đuổi theo ông. Lúc này những thứ gặp trong mơ ảnh hưởng đến thực tại. Ông Nhân đang nằm ngủ mà dãy giụa liên hồi, mãi ông mới thoát ra được. Cho đến khi bật tỉnh dậy, cả người ông Nhân đổ mồ hôi một kê nhễ nhại, cổ chân vẫn còn cảm giác chịu nặng rõ mồn một. Ông Nhân ngồi thở một lúc thì tinh thần dần ổn định lại. Ông leo xuống giường định đi uống hớp nước. Vừa đứng dậy, bỗng ông Nhân thấy dưới chân mình ươn ướt, dính dính. Nghĩ đến giấc mơ kia, ông Nhân vội bật điện lên kiểm tra. Điện vừa sáng, ông Nhân thấy ngay ở chân giường của mình có một vũng nước đọng, vừa nhớt vừa tanh. Ông Nhân sợ xanh cả mặt, vội gọi vợ dậy, nhưng bà Hân lúc này cứ nằm im không tỉnh, miệng ú a ú ớ. Phải một lúc sau bà mới tỉnh lại, tay chân bà Hân run run, mặt tái mét. Thấy vợ mình có biểu hiện lạ nên ông Nhân hỏi xem bà bị làm sao. Lúc này bà Hân mới kể: "Ôi ông ơi, tôi vừa nằm mơ thấy tôi đang ngồi mổ bụng mấy con cá ông đem về. Trong bụng con nào cũng toàn là xương người. Mấy con cá đó bị tôi mổ bụng cả rồi mà vẫn nhào nhào lên cắn vào tay tôi. Tôi sợ quá. Hay là mấy con cá ông câu được là các thần, các tinh gì đấy rồi?" Sẵn đó ông Nhân cũng kể lại giấc mơ của mình cho bà Hân nghe. Hai vợ chồng sợ hãi cả đêm không dám ngủ, cứ nằm trên giường lẩm bẩm niệm Phật. Bà Hân nghĩ chắc người khuất mặt khuất mày đến đòi lại cá, nên sáng sớm hôm sau, bà Hân vội giục chồng đem cá thả lại xuống ao. Tưởng như vậy là xong, nhưng ai ngờ mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Ông Nhân nghe lời vợ lật đật xách xô cá thả về chỗ cũ. Hôm ấy là cuối tuần, nhóm thợ phá rỡ không có đi làm, bốn bề vắng vẻ. Lại nhớ đến những chuyện đêm qua làm cho ông Nhân sợ quéo hết cả người. Ông Nhân chạy tới bờ ao chỗ nước đông nhất, miệng vừa niệm Nam Mô vừa đổ cá xuống ao. Bà Hân thấy chồng đi đã lâu mà mãi chưa về thì sốt ruột. Bà sợ chồng mình tiếc rẻ mấy con cá không nghe lời, ra đến đó lại ham hố ngồi câu thì chết dở. Bầu trời mới lúc nãy còn nắng chang chang, bây giờ đã kéo mây đen xì, chắc sắp mưa. Bà lật đật chạy sang cái ao bên nhà hoang để xem chồng mình có ở đó không. Đến nơi, bà đứng ngay chỗ bờ tường nhìn vào, thấy chồng mình ngồi im bên bờ ao, người co lại, đầu gục vào giữa hai gối. Bà gọi to tên chồng nhưng ông chẳng có phản ứng. Mấy người hàng xóm đi làm đồng về ngang qua, thấy vợ chồng bà Hân đang làm chuyện lạ lùng thì đứng lại hóng hớt. Ông Nhân chẳng biết bị làm sao, cứ ngồi im như khúc gỗ. Bà Hân sốt ruột đi tới lay người chồng mình. Lúc ấy ông Nhân mới ngẩng đầu lên, miệng ông há ra, hai bên mép toàn nước dãi, chảy ướt cả ngực áo. Mặt ông đờ đẫn như người mất hồn, nhìn chằm chằm vợ mình một lúc, rồi bất thình lình lao xuống ao. Bà Hân bị giật mình, mãi tới khi thấy chồng chống với giữa đàn cá lớn thì bà mới sực tỉnh ra. Đám người hóng hớt đứng ở ngoài thấy có biến nên mới vội nhảy xuống ao kéo ông Nhân lên bờ. Mặc dù đã được kéo lên nhưng ông Nhân vẫn dãy giụa đòi nhảy xuống tiếp. Nhìn hai con mắt trắng dã của ông Nhân, mọi người đều đoán là ông đang bị ma nhập rồi. Bà Hân sợ đến mức đứng không vững. Ông Nhân bị mấy người hàng xóm trói vào gốc cây lớn, rồi họ bảo nhau đi gọi ông thầy ở xóm trên xuống xem như thế nào, chứ cứ thế này thì không ổn. Ông thầy được tìm đến tên là Phú, tuổi chừng ngoài 60 nhưng tướng tá vẫn trẻ trung rắn rỏi. Ông Phú có mang theo ít đồ nghề, mấy lá bùa với cây kiếm đào. Ông ta nghĩ ông Nhân bị con ma bình thường nó quấy phá, chỉ cần tới chục vong rồi làm cái lễ tạ là xong. Làng xóm mỗi người một tay một chân,
qua chính ngọ thì buổi lễ bắt đầu. Ông nhân lúc này đã lạ đi vì mệt, nhưng nước dãi trong miệng vẫn không ngừng chảy ra, trông tẩm lẫm nhếch nhác vô cùng. Thầy Phú ngồi đối diện với cả bờ ao, rắc chút muối cùng với tiền vàng mã rồi bắt đầu rung chuông để chiêu gọi oan hồn. Ông nhân nghe thấy tiếng chuông thì lập tức ngồi thẳng người. Ông liếc nhìn một lượt đàn lễ rồi phá lên cười sảng sặc. Tiếng cười vừa chua ngoa vừa the thé rợn người. Thầy Phú chĩa mũi kiếm về phía của ông nhân mà gằn giọng: "Ai đang ở trong thân xác người phàm này, mau xưng tên xưng tuổi cho ta." Ông nhân không thèm để ý lời của thầy Phú, hay nói đúng hơn là linh hồn trong thân xác không có sợ thầy Phú. Ông nhân cười nhếch mép rồi đảo mắt nhìn một vòng, lúc này mới thong thả nói bằng giọng nữ: "Mày đem mấy thứ này đến đây làm gì hả? Vô dụng thôi. Tao nằm dưới ấy mấy chục năm nay, cuối cùng cũng được ngoi lên bờ. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Tao sẽ bóp chết lũ xúc vật đó." Thầy Phú bị cái vong làm cho hoang mang khiếp đảm. Đàn lễ của ông tuy đơn giản nhưng không phải không có uy lực. Ma cỏ bình thường khó mà thoát khỏi trận địa, vậy mà cái vong này không hề hấn gì cả. Lúc này thầy Phú đã nhận ra nó không phải là ma cỏ bình thường. Ông mới gào lên: "Chết rồi, nó là quỷ. Gọi nhầm hồn quỷ lên rồi, mọi người chạy đi." Dứt câu, thầy Phú quay lưng bỏ chạy, vứt hết đồ nghề ở lại. Những người đứng xem cũng chạy tán loạn như ong vỡ tổ, cho tới khi mảnh đất hoang tàn chỉ còn lại mỗi mình vợ chồng ông nhân. Hai chân bà Hân bủn rủn, tuy sợ nhưng bà không thể bỏ mặc chồng mình ở lại. Bà vừa quỳ vừa lết tới trước mặt con quỷ, chắp tay cầu xin: Cầu xin ngài tha cho chồng con. Chúng con là người trần mắt thịt ngu dại nên mới mạo phạm ngài. Xin đừng giết chồng con, đừng giết chồng con." Con quỷ nhìn bà Hân bằng ánh mắt xem thường, chép chép miệng rồi nhàn nhạt nói: "Cấm vợ chồng mày không được bén mảng đến nhà của tao nữa, nghe chưa? Còn cá của tao, tao móc mắt ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Lần này tao tha cho, cút về đi." Con quỷ nói dứt lời thì thoát ra khỏi xác. Ông nhân té xỉu xuống đất không hay biết gì. Bà Hân dùng hết sức bình sinh cõng chồng trên lưng chạy một mạch về nhà. Từ ấy cả làng chìm trong nỗi khiếp sợ, không ai dám lại gần khu nhà hoang vì sợ quỷ bắt. Không ai biết danh tính của con quỷ đó. Người thì nói đó là vong quỷ của bà cụ năm xưa sống ở đây, người thì nói đó là ma gia thành tinh. Chưa đầy 10 ngày sau, hàng loạt những cái chết bất thình lình xảy ra một cách đầy bí ẩn. Người đầu tiên chết là chú Lợi, con của ông trưởng thôn. Bao năm nổi tiếng ăn chơi trác táng, quen biết không thiếu một ai. Có một tối nọ, chú Lợi đi nhậu về muộn, lúc đi ngang qua một cây cầu nhỏ, bắc qua con mương nước, đột nhiên chú nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Sẵn cơn say rượu chẳng sợ gì, chú Lợi lần tìm nơi phát ra tiếng gọi, xem là đứa nào dám trêu mình. Khi tới sát mép cầu, ma xui quỷ khiến thế nào, chú tự nhảy thẳng từ trên cầu xuống mương nước bên dưới rồi chết đuối luôn. Đêm đó vợ con ở nhà thấy chú Lợi đi nhậu mãi không về, lại liên lạc không được nên vội kéo nhau đi tìm cả đêm. Cho tới trưa hôm sau xác nổi lên. Khi nhận thi thể, gia đình vẫn không tin đó là sự thật, bởi vì chú Lợi vốn giỏi bơi lặn có tiếng, chuyện chết đuối gần như là điều không thể. Mà kỳ lạ nhất là thi thể của chú Lợi chỉ vừa mới chết từ đêm hôm trước mà trưa hôm sau đã bị cá rỉa mất hai con mắt, bụng không biết và phải cái gì mà nội tạng bị kéo cả ra ngoài. Nhìn cái xác tè le trông như chết 4-5 ngày rồi vậy. Đám ma của chú Lợi diễn ra nhanh chóng, xác đặt trong quan tài được nửa ngày đã thối rữa, chảy cả nước ra ngoài. Mấy người khiêng áo quan bê quan tài đi ngang qua cây cầu kia đều nói là quan tài tự xưng nặng như là đổ trì, mãi mới khiêng đi chôn được. Người ta nói do chú Lợi chết đuối, hồn còn bị giữ dưới nước chưa lên được nên mới vậy. Chú Lợi vừa hạ huyệt buổi sáng thì ngay buổi chiều đã xảy ra vụ tiếp theo. Người chết lần này là chú Ba, làm nghề buôn bán thịt lợn hơn chục năm nay, chuyên bỏ cho các mối lớn ở trên chợ huyện, xây được cơ ngơi cũng khá lắm. Hôm đó sau khi đưa tang chú Lợi về, chú Ba mới đóng chặt cửa ở trong phòng, không có dám ra ngoài.
Đến chiều tối, vợ của chú đi làm về, mở cửa vào phòng thì thấy chồng mình đã treo cổ chết từ lúc nào. Cái chết của chú Ba diễn ra bất ngờ, khiến gia đình chú ấy nháo nhào hết cả lên. Vợ chú Ba còn đang có thai, chịu không nổi lăn ra ngất xỉu. Chú Ba chết lạ lắm, cái xác treo tít trên trần nhà, đoạn dây thắt cổ thì ngắn ngủn, chẳng có biết chú leo lên để tự tử kiểu gì. Lúc mọi người đưa xác xuống, lưỡi của chú Ba thè ra cả một đoạn dài, mắt trợn ngược lên, mãi không vuốt xuống được. Mọi người dùng đủ mọi cách cũng không thể nào mà nhét lại lưỡi vào trong miệng của chú Ba được, đành phải để vậy mà liệm. Ở vùng này cứ hễ ai tự tử chết mà vuốt mắt không nhắm thì người nhà phải thuê người liệm xác khâu hai mắt lại. Đó là phong tục ở đây. Người chết không nhắm mắt là điềm gở. Chú Ba cũng vậy. Thi thể tuy nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lại bốc lên một cái thứ mùi vừa thối vừa khắm, lại tanh tưởi, lau bao nhiêu là rượu với nước thơm cũng không có đỡ mùi. Người tới viếng ngồi tít ở ngoài sân vẫn ngửi thấy cái mùi thối. Chết do treo cổ phải chôn gấp, nên sáng hôm sau chú Ba được đưa ra bãi tha ma ngoài đồng để chôn cất ngay. Người em họ của chú Ba là chú Đạo, quanh năm nuôi lợn, cả đàn hơn 20 con nhung nhúc béo tròn. Sức ăn rất lớn, ngày nào cũng phải nấu cám heo hầu mồm chúng nó. Trong nhà có đám ma, nhưng do đặc thù công việc nên là chú Đạo không thể bỏ đói đàn lợn ở nhà được. Tranh thủ sáng sớm, chưa di quan, chú mới chạy vội về nhà cho lợn ăn. Nhà chú Đạo có 4 cái nồi nấu cám to như cái thùng phi. Mỗi lần cho cám vào khuấy là phải bắc ghế cao thì mới đứng lên làm được. Đàn lợn đói kêu gào ầm ĩ ngoài chuồng. Chú Đạo vội vàng đứng lên ghế để khuấy cám, chuẩn bị cho lợn ăn. Bỗng có một cái bàn tay xô mạnh vào lưng của chú Đạo, khiến chú mất thăng bằng, ngã vào nồi cám lợn đang sôi ủng ục. Cho đến khi chú Ba hạ huyệt rồi mà vẫn không thấy mặt mũi của chú Đạo ở đâu. Vợ con mới quay về nhà tìm mà mãi chẳng thấy. Cho tới khi vợ chú Đạo ngửi được cái mùi cám cháy khét lẹt ở chỗ chuồng lợn nên chạy vào xem, thì trông thấy đôi dép của chồng mình bị rơi bên ngoài nồi cám. Nghi là có điểm chẳng lành, vợ chú Đạo mới hô hào các con tới phụ bê nồi cám ra sân. Lúc đổ nồi cám ra thì ôi thôi, da thịt của chú Đạo đã chín nhừ, cả cơ thể co cóp như con tôm luộc, da thịt bụt nhụn rời cả ra. Vậy là rạp đám ma lại chuyển từ nhà chú Ba sang bên nhà chú Đạo. 3 cái chết liên tục ly kỳ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp, khiến người trong làng bàn tán xôn xao. Điều đặc biệt là cả 3 người này trước giờ vẫn nổi tiếng là chơi thân với nhau. Trong xóm có người đồn là chuyện này do con quỷ dưới ao làm, do mấy ông này chơi thân với nhau, cũng có đi câu cá chung. Biết đâu lại bén mảng tới cái ao chỗ nhà hoang câu cá như ông Nhân, nên bị con quỷ nó bắt hồn. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế được. Chứng kiến 3 người bạn thân chết, Toàn là người sợ hơn ai hết, vì hắn là người cuối cùng còn sống trong nhóm bạn thân nối khố. 4 kẻ này cũng chính là đám thanh niên khốn kiếp 20 năm trước đã hãm hiếp rồi ném xác cô lành xuống dưới ao. Toàn hoảng sợ vô cùng, nhưng linh tính thế nào hắn lại bỏ chạy lên ngôi chùa thiêng ở làng bên cạnh. Hắn nghĩ chỉ cần mình trốn ở đây là có thể tai qua nạn khỏi. Và đúng là mấy ngày sau đó hắn vẫn bình an vô sự. Vợ con hỏi tới thì hắn nói lên chùa vài hôm để ăn chay cầu phúc cho gia đình và hồi hướng cho 3 người bạn số khổ. Đâu ai biết là hắn đang có tật giật mình. Toàn ở trên chùa 4 ngày bình an, chẳng có gì xảy ra, nên hắn nghĩ có lẽ 3 người kia chết là do tận số mà thôi. 4 ngày nay nghe tụng kinh trong chùa, đột nhiên nỗi sợ báo ứng vì chuyện giết lành năm xưa trỗi dậy trong lòng. Nhưng rồi hắn tự trấn an mình rằng, lành ngày trước là một cô gái ngốc, kể cả chết đi rồi thì linh hồn vẫn ngu ngơ như vậy thôi. Hắn đâu ngờ cô lành bây giờ đã hóa thành quỷ. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều bị quỷ dòm ngó. Toàn ở trên chùa tới ngày thứ 5 thì vợ con liên tục gọi giục về. Nhà cửa còn bao thứ phải lo mà hắn lại đi biệt tâm như thế, sao mà được cơ chứ. Thấy mọi chuyện cũng êm êm rồi nên Toàn xin bùa bình an ở trên chùa đeo khắp người.
Lúc này hắn yên tâm đi ra khỏi chùa. Nhưng ngờ đâu, khi hắn vừa bước ra khỏi cổng chùa được 5 mét thì một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống đầu của hắn, khiến cả cơ thể cháy đen nằm co quắp dưới nền đất, trông chẳng khác gì một con chó bị người ta thui qua lửa rơm. Da thịt bốc mùi khét lẹt, lại thêm một cái đám ma nữa diễn ra trong làng. 8 ngày mà có tới 4 cái đám tang. Điều này khiến cho làng trên xóm dưới chấn động rất lâu. Họ không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với 4 người kia, không biết họ đã gây ra tội gì mà lại chết đau đớn và kỳ lạ tới vậy. Không lâu sau, có một đoàn 3 chiếc xe ô tô sang trọng xuất hiện trước cổng ngôi nhà cũ bỏ hoang của bà cụ năm xưa, nơi có cái ao cá gây nên mối kinh hoàng cho dân làng suốt thời gian gần đây. Người đàn ông mái tóc lốm đốm sợi bạc bước xuống xe, theo sau là một vị thầy pháp đã già hom hem và 3 người khác nữa. Người xuất hiện không ai khác chính là chú Ân, người anh trai của cô Lành. Chú Ân đi một mạch tới ao cá, rồi nhìn xuống ao mà bưng mặt khóc. Từng giọt nước mắt xót xa, cục nối tiếc thương vô bờ cứ thế tuôn trào mãi. Tới khi vị thầy pháp đã dựng xong một đàn tế hoành tráng thì chú Ân mới chấn tĩnh lại. Nghe theo lời thầy, chú Ân ôm theo một cái áo của cô Lành ngày xưa vứt xuống dưới ao. Cái áo trôi lập lờ nổi trên mặt nước, tới khi trôi đến giữa ao thì dừng lại. Ông thầy pháp xin đài bằng đồng xu gieo một lần là được ngay. Ông sai 3 người đi cùng nhảy xuống, thì ra đó là thợ lặn. Họ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ rồi lặn xuống ao. Điều ngạc nhiên là đàn cá dữ tợn mấy hôm trước tấn công ông Nhân nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mặt nước phẳng lặng như tờ, mọi người nín thở quan sát. Thợ lặn khoảng 15 phút thì ngoi lên, mang theo một khúc xương đùi trắng. Ông thầy pháp tiến tới xem xét rồi gật đầu để họ tiếp tục tìm kiếm. Không ai có thể ngờ ở dưới đáy ao thế mà lại có một thi thể. Có lẽ đã nằm dưới đó rất lâu, nhưng xương lại không hề bị ố vàng mà có màu trắng tinh. Kể từ lúc chú Ân xuất hiện rồi lập bàn lễ lớn, dân trong làng hiếu kỳ kéo đến xem rất đông. Nhìn thấy khúc xương người, ai cũng ớn lạnh. Họ nghĩ ngay đến cái vong quỷ nhập vào xác ông Nhân lúc trước. Chú Ân ngồi trên bờ nhặt từng khúc xương và quỳ khóc nức nở. Chỉ có chú mới biết đây là hài cốt của Lành, cô em gái tội nghiệp của mình. 20 năm nay chú Ân tìm kiếm khắp nơi chỉ với một tia hy vọng nhỏ nhoi là Lành còn sống. Vậy mà ngờ đâu, em gái đã chết đau đớn rồi nằm lạnh lẽo dưới đáy ao này suốt thời gian ấy. Chú Ân nhớ lại đêm cách đây 2 ngày. Hôm đó chú đang ngủ thì nằm mơ có người gọi mình. Tiếng gọi nhỏ lắm, nhưng chú nhận ra ngay đó là tiếng của em gái. Cô Lành đứng ngoài cửa sổ thều thào gọi anh mình. Tiếng gọi như vọng đến từ nơi âm tào địa phủ, lúc xa lúc gần. Chú Ân trong giấc mơ vội bật dậy đi đến bên ban công để tìm em. Chú nghẹn giọng: Trời ơi, là em hả Lành? Em về cho anh đâu hả Lành? Em ở đâu 20 năm nay? Anh tìm em khổ quá em ơi. Lành khóc thút thít trả lời lại anh: Anh Ân ơi, Lành lạnh quá, Lành nhớ anh Ân nhiều lắm. Sao lâu thế rồi mà anh Ân không về tìm Lành? Lành bị chúng nó giết chết mất rồi anh Ân ơi. Chú Ân nghe tới đây thì cả người mềm nhũn ra. Chú không tin vào tai mình, chú mới gào lên: Không, anh không tin. Em còn sống, em còn sống mà. Anh tìm em 20 năm rồi em có biết không hả? Lành ngoan, Lành ngoan, nghe lời, về với anh Ân. Anh Ân sẽ nuôi em như ngày xưa. Anh Ân có nhiều tiền rồi. Anh Ân sẽ mua đồ đẹp cho Lành, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Lành. Đừng bỏ anh mà Lành ơi. Lành cúi mặt trả lời buồn bã: Lành không về được nữa rồi anh Ân ơi. Chúng nó hãm hiếp Lành rồi ném Lành xuống ao. Lành đau lắm anh Ân ơi. Chúng nó đánh Lành, Lành sợ lắm. Lành gọi mà không ai cứu Lành. Lành không biết anh Ân ở đâu, nên là Lành ở dưới ao đợi anh Ân về. Đợi mãi mà anh Ân không về, nên Lành đi tìm anh Ân. Nhưng thổ công thổ địa bắt Lành ở lại, không cho Lành đi.
sợ Linh hại người. Mãi tới gần đây tìm được người hợp vía, tự tìm đến nào Lành nhập xác mới chạy trốn khỏi thổ công thổ địa. Nhưng mà Lành ngoan lắm, không hại người vô tội đâu. Lành chỉ trả thù bốn đứa giết Lành thôi. Anh Ân thấy em có giỏi không? Nghe những gì mà em gái kể lại, cho anh khóc như xé tim xé phổi. Không ngờ em gái mình đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Cho anh ân hận vô cùng. Nếu như năm đó chú không đi làm ăn xa thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô Lành thấy anh trai mình khóc, cô mới vội an ủi. Anh Ân, đừng khóc nữa mà. Anh Ân đưa Lành lên chùa đi. Lành không muốn nằm dưới ao nữa đâu. Đói khát, lạnh lẽo lắm. Lành đợi anh Ân ở ao nước của nhà bà nha. Cô Lành nói xong thì biến mất. Chú Ân bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chú khóc ướt hết cả gối. Biết có điểm chẳng lành nên chú Ân liền tìm đến gặp một thầy pháp, kể lại đầu đuôi những gì mình mơ thấy cho thầy nghe. Ông thầy xin bát tự của cô Lành rồi bấm quẻ, nhưng quẻ nào lên cũng báo điểm tử nạn. Đó cũng là lý do mà chú Ân có mặt ở đây. Tìm kiếm đến gần trưa, toàn bộ xương cốt của cô Lành được thợ lặn đưa lên bờ. Ông thầy pháp tỉ mỉ ngồi xếp từng đoạn xương vào trong cái tiểu sành, chuẩn bị đem đi hỏa thiêu. Ông thầy pháp làm lễ gọi hồn nhập cốt cho cô Lành. Xong xuôi mọi thứ, chú Ân ôm cái tiểu sành có chứa xương cốt của em gái mình rời đi. Lúc xe chạy ngang qua bãi tha ma ngoài đồng, ông thầy pháp nhìn thấy bốn oan hồn mới chết đang gào khóc kêu than. Ông lặng lẽ lắc đầu rồi ngó lơ. Đúng là ác giả ác báo. Cô Lành được đưa lên chùa Tây Trúc. Tháng nào hai vợ chồng chú Ân cũng đến thăm cô ấy vào ngày 15 âm và mùng 1. Sau khi đưa cô Lành lên chùa được một tháng, chú Ân lại nằm mơ thấy cô Lành một lần nữa. Ngủ mơ thấy cô về chào tạm biệt chú. Cô Lành đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong nhà. Cô mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với anh trai. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt, nét mặt cô vừa thanh thoát vừa hiền lành, giống y như cô em gái đôi mươi trong ký ức của chú Ân. Trên đời này chuyện đau khổ nhất chính là mất đi người thân. Chú Ân xúc động không kiềm được nước mắt của mình. Chấp niệm trong lòng đã không còn, nhưng vết thương mà nó để lại sẽ mãi chẳng thể nào lành lại. Nhân quả báo ứng, một vòng tuần hoàn mà ở đó bất kỳ ai cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Biết tích đức thì để phúc cho đời sau, mà làm việc xấu thì sớm muộn cũng phải trả giá. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả đã gửi về một tập truyện rất hay, truyền đến cho quý vị khán giả những thông điệp rất ý nghĩa. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện ngày hôm nay. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và tất cả những người trong ekip của kênh Nhà Ma quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.